Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm nay 18 tháng 1, công ty cổ phần đầu tư Thảo Dược Xanh đã tổ chức lễ ra mắt sản phẩm Collagen Bidanki Green Plus được sản xuất bởi công ty Sato Yakuhin kogio là một trong những công ty chuyên sản xuất dược phẩm lâu đời nhất tại Nhật Bản. Collagen Bidanki Green Cộng là thực phẩm chức năng có dạng nước uống hương vị trái cây thơm ngon. Trong thành phần mỗi chai gồm collagen peptide có nguồn gốc từ dầu cá, vitamin C tổng hợp và các thành phần quý như con roitin, elastin, axit hyaluronic. Sản phẩm có công dụng giúp duy trì độ đàn hồi và căng mịn của làn da, phòng ngừa các nếp nhăn, vết nám, chảy xệ, xìn màu, đồng thời giúp phục hồi và tái tạo mang đến một làn da sáng đẹp mịn màng. Collagen Bidan Green Cộng đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép vào tháng 8 năm 2018 và hiện đang được phân phối độc quyền tại Việt Nam bởi công ty cổ phần đầu tư thảo dược xanh.